Sao mày chưa quay vào bên đây à? Để nó quay sao? À, đây là clip Ngọc điểm rừng trồng thường tách bóc, tiếp tục phần 2 ha các bạn. Đây là mã 40 và giá bán là 500.000 một ký. Các bạn có thể lựa cái mã cây nào mình yêu thích và gọi điện đặt hàng, số điện thoại 0908 846 804. Địa chỉ cửa hàng Vườn Lan ở phường 4, Tiến Tránh, thành phố Tân An, Long An. Đây là ngọc điểm trồng thuần, ngọc điểm rừng trồng thuần là tách bóc trở lên bán ký và giá bán là 500.000 một ký nha các bạn. 300 gram 40, 300 gram. Mã 37. Và ngày quay hôm nay là ngày 9 tháng 3 2018 thôi các bạn. Các bạn có thể gọi điện mua, nói tên Lan kèm theo mã số kèm theo ngày. 380 gram mã 37 á. Mã 41. Sau đây cô nhìn qua là nó 200, đúng rồi, con nhìn nghiêng nên nó bị lệch đúng 200 gram á. À, 200 gram. Mã này mã nhiêu? Mã 42. Ba trăm sáu mươi gram, đúng rồi. Mã 43. Nhiêu? 340 gram, mã 43. Mã 44. 340 gram. Ba trăm tám mươi gram mã 44. Cây mã còn đốm vũ. Để cẩn thận để nó gãy lá đó, gãy lá là mất giá trị đó. Mã 45 phải không? Mã 45. Thank you.
400g mã 45. Mã 46. Ủa, 504. 540g. Mã 46 rồi. Mã 47. Đụng đất kìa tí. Rồi để cô quay cái cần. 320. Mã 48 đâu? Đúng không? 400g. Mã 49. Đúng rồi, 280g. Mã 50. Mã 51. Số điện thoại bên mình là 0908 846 804 ha các bạn. Và giá bán hiện thời là 500.000 một ký. Thích cây nào thì các bạn gọi điện liên hệ bên mình và đọc mã của cây. Nè. 500g. 520. 520. 520g. 520g. Hết chưa? Hết ha. Rồi vậy là tổng cộng là 52 mã các bạn. Quang Lâm Quang Minh xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ. Cảm ơn các bạn.